Chị hai mới về nè cả nhà, đi gội đầu. Bây giờ Huy chở chị bây giờ Huy chở chị hai đi gội đầu dưỡng sinh. Hồ Bích Cáo cái tiệm gội đầu á chị, bữa nay vô Sài Gòn nè, em chở chị đi, chị hai không có dám quay mà. Chị hai mua đầm mua cái shop này cái tiêu nữa. Em đâu có quay đâu, em ý là quay cái mấy cái mẫu ở đây em ghét nhất rồi. Cái màu hồng này đẹp nè, nhưng mà chị ít có thích màu hồng không? Cái màu hồng này nó chích e chích cái vai nè, anh là vai rộng á, nó làm che khuyết điểm được. Bộ màu đen này cũng lạ nè. Cái áo này giống hồi em mua ở Hà Nội cho chị ghê á. Nhiều đồ quá, trong đây có phòng thủ. Cái đầm này lạ quá không? Cái này lạ quá ha. Nó có cái hoa cúc. Còn cái này chị ít có cái kiểu này nè. Xanh lá cây nữa đâu ta? Kiểu này Nguyễn cây nữa mà cũng là vậy nè. Nguyễn Thúc thì tiên hay mặn. Nhiều mẫu ghê á. Ở trong đây nè chị, thử trong đây có cái gương luôn nè. Ờ, cái đó nó có cái hoa thôi nhưng mà đừng. Trẻ quá. Chị phải lục hết quán luôn. Bên đây nè, bên đây phải nè, hồi nãy em thấy. Chị phải đi hết vòng, một vòng. Nhanh là cỡ nhiêu? Nãy giờ chị lừa mấy cái, 10 cái chưa? Màu đỏ này, đẹp nè. Téo. Không, em mỗi lần tưới tối đa 4 cái thôi nha. Mà chị mà chị 10 cái. Mỗi lần người ta kêu tối đa 4 cái. Mà chị Hà thử như đã để đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chắc 15 cái rồi. Hồi đếm. Ôi hỏi chị Hà nãy được cái nào vậy? Chị Hà chỉ xuống đất chỉ là mấy cái này là được hả? Hay là ở trên? Cái màu này thì nó nhìn nó quê quê, nhưng mà chị mặc lên nhìn nó sang, đẹp ghê luôn á. Không mới đẹp. Nè, nhỏ xíu nè. Đây là Nguyễn Thúc Thùy Tiên nè. Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bộ đây mặc đi mùa đông cũng đẹp ha. Nó có cái ren ren ở dưới ha. Nó cửa tay nó đẹp quá trời. Ừ. 100k. Cái này đã bọc đô. Cái này thì nó vừa hơn. Chị Huy thử đồ đúng một tiếng luôn á. Huy đi ra đi vô, đi ra đi vô, rồi đi tiểu bên đường xong rồi đi ra, Huy đi vô khi coi. Bây giờ là một tiếng rồi, chị mới nói xong rồi nhưng chị vẫn đứng đón vậy đó. Nó chị đứng á, chị đứng cái bộ đồ màu xanh đó, đó chị coi nữa kìa. Thấy chưa, hồi xưa lúc mà học sinh viên đại học á, có cái đường Nguyễn Trãi có sóng nhạc á, Huy chờ chị đi shopping mà chị có được 300-500 ngàn hay gì mà chị mua quá trời đồ luôn, chị mê đồ. Chị thử nữa, chị nói xong rồi đó mọi người, chị mới chạy ra nó xong rồi mà chị vẫn còn đứng thử đó mọi người. Con gái là thử đồ dữ lắm á mọi người đó. Mới nói xong rồi cầm cái đầm này vô thử tiếp. Xong là xong, dữ chưa, là xong dữ chưa chị Hà đó. Cầm cái đầm vàng là mới thấy cầm đầm tím vô, vô cầm đầm vàng nữa kìa, ghê chưa. Đúng rồi á.
Đây là chè ở quê Huy nè. Wow. Chè chuối. Rất là đông người ăn luôn này mọi người. À. Đây, cảm ơn ạ. Huy mua về thêm này mọi người, đây mua thêm 4 bịch chè nữa, 5.000 một bịch nha. Đây bây giờ mình đi ăn bánh canh hè với chị Hà nha. Ở quê mình là toàn là quần áo không, mọi người thấy không, quá trời quần áo. Sao xu hướng chị gái của em á, chị gái đẹp gái mới đi shopping mà bây giờ vẫn vô chợ nữa nè mọi người ơi. Huy phải chờ chị nữa, tại vì chị mua hai cái đầm trong đây mà chưa có lấy á. Ở đây là chợ trong Tuy Hòa đó mọi người, dưới biển nè, đó cũng có nhiều mặt hàng. Xong rồi hồi nãy Huy đi ngang qua, Huy thấy quá chị Hà la lên từ xa kêu teo nữa. Huy phải đi kiếm chị Hà cho Huy sợ chị lâu nè. Chị Hà đó, đây là chợ ở Tuy Hòa nha mọi người, gần biển á, mọi người có thể tới đây mua đồ nha, rất là nhiều mặt hàng đó. Em trai đứng đợi chị không có biết Huy vô đây, chị đó chị nói chị chỉ thôi, em trai đứng đợi ngoài kia mọi người. Đây đầm này chị Hà mua cái đầm đó nữa, chị Hà mua cái đầm này trong chợ nữa, hơi sợ chị Hà ly lâu em Huy vào kiếm á. Đó, cái đầm trắng, mở cái đầm trắng cho mọi người coi để mọi người tới chợ Tuy Hòa mua đồ. Dạ. Đó, đã quảng cáo cho anh, đây là chợ mình là đường nào vậy anh? Đường Trần Phú, Trường Chinh. Mọi người tới Tuy Hòa vào chợ đường Trần Phú, Trường Chinh để mua những mặt hàng tại đây nhé. Rất là nhiều nè cả nhà ơi. Á Hậu. Á Hậu kìa, đó. Á Hậu, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trốn nè. Á Hậu trốn. Bữa em bay vô Sài Gòn á, tự nhiên chứ. Vô vô đó nha. Chị Hà nói vô rồi lấy hai cái đầm đặt rồi á mày.
vô cũng lường lường rồi mọi người đó, thấy không, cầm thầm thêm cái đâm màu trắng nữa kia ở đằng xa đó, thấy không, trời ơi đứng chờ một tiếng trong kia, giờ vô chợ nó chỉ lấy hai cái đâm trắng mà đứng đứng chờ tiếp nữa nè mọi người ơi. Ở đây cũng có đồ nam rất là nhiều, wow, đi lượn lượn. Chị cầm đem cái đâm màu hồng nữa kìa. Đây bây giờ hai chị em mình sẽ đi ăn bánh canh, nhưng mà Huy thấy đi ngang qua các quán cà phê nẩu nè, Huy thấy đẹp quá, tại vì nó không có hiện đại sang trọng nhưng mà nó rất là cổ kính và nó mang phong cách rất là Phú Yên, cho nên Huy quay cho mọi người coi để biết. Đó, nó cũng đẹp, có đèn và sạch sẽ nha. Ngồi là nẩu cà phê, là Phú Yên là của quê Huy là quê nẩu á, cho nên là cà phê của người xứ nẩu này đó. Bán bánh canh chỗ nào chị? Điện Biên Phủ hả? Quẹo phải quẹo trái? Gà lá é nè mọi người, có gà lá é nữa nè, ngon quá ha. Đây bánh canh nha cả nhà ơi, bánh canh hẹn. Tại cái quán chỗ bô điện đóng cửa cho nên chạy xuống đây mà chị Hà lấy thêm cái hai cái đầm nữa. Bánh canh hẹ tô lớn 30.000, tô nhỏ 20.000, có bún mắm thịt luộc nữa ha. Nước đậu nè, Huy uống nước đậu xanh là 10.000. Bánh canh hẹ xứ nẩu hẹ đó, bỏ chút ớt vô chụp cho đẹp, quay luôn chứ không có chụp. Em đâu có quay chị đâu, em quay bánh canh hẹ. Đây có ớt này mọi người, ớt rất là ngon nha, có mắm ớt nữa nè, cái kia là ớt ngọt chua ngọt. Này hai phần nước, nước đậu xanh và nước em đâu có quay mà che tay. Ở đây là khung cảnh rất là chiêu chiêu. Dính chị cận cảnh mà sao dính được, cái mặt em không anh nè. Cái tô mà chị sợ dính cái tô mà. Đâu có dính, chị là chị coi, chị đứng lên chị coi không có dính. Mấy giờ hay không là do chị chứ do ai, còn hỏi mấy giờ chị lựa một tiếng rưỡi đồng hồ hỏi giờ hỏi giờ chưa.
Wow, Trần phụ mẹ làm nước ép ổi. Xong rồi thì mình ép một cái thôi. Mua hết bao nhiêu đây, làm bao nhiêu chị? 80.000. Thiệt luôn á hả? Hết phần này á hả? Hết phần này ép nhiêu đây? 1 kg. Trời ơi sao rẻ quá vậy? Chết cha rồi. Chết cha trời rẻ quá. Chị Hai con chờ. Chị con chờ chị Hai mua đồ tới 1 tiếng luôn bà. Đây là xôi nè, xôi của mẹ chị. Mẹ chị dâu làm bánh. Làm á cả nhà. Hai em chào thầy. Nè cậu mua cho hai đứa chè và đông xương và bánh canh chả cá con ăn không? Đông xương con thích nè. Còn có một cái này à, còn ai đi là chè. Đây là chè của Ari và đông xương của Ari nữa, Ari thích ăn dừa. Ari sao? Ari.